Tại vì khi mà nước cái bức tường mà nó bức tường Hà Nội mà ngã cũng như tường Bá Linh mà ngã đó, nó lẹ lắm. Đàn ông giở tổ tranh nhau hút mật xé tan bầy đó thì nó phải có cái gì lắc vô, tức là thay đổi lẹ là lên liền, nếu không á là nó sẽ có thập nhị sứ quân đó hay cướp bóc. Họ thiên chúng ta là một đoàn quân của Thượng Đế, sư phụ dẫn đầu, các con là những người chiến sĩ của những cái thời đại vàng kim này. Tất cả những đứa họ thiên hôm nay có cái sự tiếp hay cái trên tường á, sau này sẽ vào sử sách của nhân loại hay thời mà sư phụ còn mang thân người. Rồi từ đó về sau, trong đầy dẫy các thư viện trên thế giới đều có tên tất cả các con hết. Ngày đầu lập đạo, ngày đầu khai phá Thiên Long Giang, cuộc đời chúng ta như là một cái giấc mơ thôi à. Phù du lắm, đến rồi đi lẹ lắm. Sư phụ chỉ nhớ chớp mắt ngày mà qua Mỹ với đôi dép, cái quần jean tị nạn qua mà thằng nhóc mười mấy tuổi mà hôm nay giờ thành năm mấy, con thấy lẹ không? Mấy con lâu lâu ngồi ngồi thiền 5 giờ sáng với hồ á, giờ hồ 5 giờ sáng ngồi thiền á, đứa nào ngồi thiền đi sẽ khai trí huệ, rồi lúc đó hồ chiết thân đi thăm từng đứa, đứa nào bệnh thì hồ tới trị bệnh cho. Chỉ có giờ đó cái tâm linh chúng ta nó thông nhau á, thì được. Cũng giống như giờ đó mình mở wifi lên rồi là điện thoại nào nó cũng 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 vô cái account đó nhỉ. Thì hồi giờ mỗi ngày 5 giờ sáng thì bỏ lên Big Group thì gán tập ngồi thiền, rồi làm đúng như lời thầy dạy trên đó đó, đọc mấy cái ngũ bộ chú đó để mà được tránh những cái bùa ngải trược, hay là đi những cái nơi ô uế vong linh, rồi tránh mấy cái đó. Nước Việt hôm nay mới còn thấy mình là người Việt, nói chuyện người Việt chứ, thấy bộ chính trị bắc thưởng vừa rớt đài xong cái giờ tới bác Huệ rồi bác Trọng bây giờ đã chết, lúc dưới thủ nó chết là chết cái đường chính trị, là không bao giờ ổng liên quan tới, ổng nhúng tay vô được nữa, thì nó mới xảy ra như vậy. Cùng song song miền Nam khô hạn hán, thiếu nước tắm cũng không có tắm được, mà có tắm cũng mới hứng nước dơ trở lại. Rồi hạn hán có nghĩa là gì? Nó thiếu nước có nghĩa là thiếu đồ ăn, đúng không? Tại vì cây cối nó mọc từ ruộng lên mà, lúa đồ. Rồi 2 3 năm nay những cái cơ sở thương mại làm ăn nó cũng ế ẩm nữa, đâu có ai làm cái gì, bây giờ bán giấy xấu cũng không ai mua nữa. Mấy con nhìn thấy một cái phong cảnh nước Việt nó thê thảm, buồn, điều hiu. Rồi ngược lại bên Mỹ này còn càng thấy thảm, Biden làm cho kinh tế Mỹ lụng bại, mấy đứa con đi làm cũng thiếu thu nhập, thì cái đồng tiền của mấy con mà gửi Việt Nam nó cũng sẽ thiếu ít lên nữa. Thì cho nên cái khó lại khó thêm, khổ khổ thêm. Kế tiếp đó là chưa chưa tính những cái mà sắp sửa xảy ra đó, sắp sửa xảy ra như Biển Đông mà có chiến tranh. Giờ đã đang đánh trụ, hồi năm 2018 có nói chiến tranh sẽ đánh từ ở Trung Đông sẽ lan ra Á Châu, những lời thù nói là đúng ngay chốc luôn á, nếu mà người mà nghiên cứu kỹ đi. Thì bây giờ thằng giặt được cái đầu rắn là Nga là điêu tàn rồi, không còn sức để mà nhập với Trung Cộng để đánh Mỹ rồi, là Mỹ khỏe một phần. Còn thằng Do Thái là cái thằng chùm, nó đã đánh thằng chùm khăm khăn là coi như là gần xong rồi, Hamas rồi. Bây giờ tới thằng Iran. Rồi thằng Trung Cộng thì nó khôn, tính te, té tính nó khôn quá thành ngu đó. Nghĩa là từ đầu là mình biết mình là cái khối ác thì nhập thành khối ác, đó là khối trục á. Trục chia chọi với đồng minh mà. Ông Văn Trình ông nói. Thì ngày đầu thì lúc mà Nga đánh Iran thì mình đánh đại Đài Loan này không, cứ dần dần dần. Giờ Đài Loan nó phòng thủ nữa, rồi thêm Nhật, rồi thêm Úc đồ, Ấn Độ đồ vô nữa, thì làm sao mà thằng thằng Trung Cộng đánh nổi thằng Đài Loan? Đó là mất cơ hội, thủ nó tính quá thành ngu á. Rồi bây giờ á đánh thì muốn đánh
để mà củng cố lại đảng cộng sản trong quốc nội cho dân chúng, lấy quài dân chúng, mà trong khi trong nước lại giống như là đang bị bệnh ung thư, sắp chết rồi, sắp đứt mạch máu rồi, thì phải xả xả lửa ra ngoài vậy đó. Muốn xả lửa ra ngoài đánh thì không dám đánh, phải chờ cho thằng Mỹ giúp thằng Do Thái, đánh thằng Iran để cho vũ khí của Mỹ yếu lại, thì lúc đó đó nó mới dám đánh Đài Loan. Nhưng mà Mỹ nó khôn lắm, vì mới viện trợ hình như 60 tỷ cho Do Thái đúng không, nhưng mà Mỹ nó nhiều tiền lắm, nó in nhiều in mà 60 chứ, tức là nó cứ dụ cho Trung Cộng đánh hoài thôi, cho nên cái trận chiến này không bao giờ tránh khỏi. Còn thằng người phàm chúng ta hay Tập Chính Bình ngồi tính, có nghĩ tính hơn cha mình không? Sư phụ thương họ, phụ mới ngồi nói sự thật, chuyện từ chi tiết sẽ gì xảy ra làm sao. Thằng Trung Cộng sẽ đánh, nhưng mà nó chờ cho cái thằng Mỹ đánh Iran, là nó nghĩ là Mỹ sẽ yếu vũ khí lại, nhưng mà không thể nào. Còn nó chờ lâu quá thì dân nó đói cũng nổi loạn. Có nghĩa là ý sư phụ muốn nói, đường nào đi nữa, là của sư phụ nói phố vô sa phỏng vấn 5-7 năm gì trước, vẫn là trúng, chia 5 xẻ 7, đánh cũng chia 5 xẻ 7, mà không đánh cũng chia 5 xẻ 7. Trong đó giờ nội loạn, tại ngoài này mình không biết tin tức rồi. Còn ở Việt Nam mình thụ dẫn là nói y chang, chiếc xà lan là Trung Cộng, nó sắp bị chìm rồi. Còn chiếc xuồng con á, con nghĩ cờ quơ đi đâu, chỉ có 6 triệu chim hiền chúng ta về á, người cầm cây dầm lên nó bơi. Còn Hoàng Sa Trường Sa của chúng ta như thế nào? Ủa, thằng Mỹ nó đánh là mục đích là để nó thông cái đường biển, thì của si sa thì trả lại cho si sa thôi, chứ dễ giao cho ai vợ Việt Nam mình, tức là gọi là bất chiến tự nhân thành, biển đông vạn dặm giang tay giữ mà, bờ cõi giang sơn nói gì đó ông Văn Trình ông nói, những cái gì mà bề trên đã tính cho chúng ta nó đi hình nghìn năm. Cả ngày hôm nay thụ ngồi dưới trần này, kinh Phật Thích Ca cũng có nói, vào thời mạt pháp đệ tử của ta không có phải là người mặc áo vàng, mà mặc áo đời. Mà còn ông Lưu Bá Ôn thời nhà Minh 1000 mấy năm về trước, ông nói với Chu Văn Chương, ông nói là Di Lặc ra đời á không phải là thái tử trong hoàng cung, cũng chẳng phải là ở trong tu ở trong tu viện, tức là bên bên công giáo, cũng phải là tu bên công giáo, cũng không phải tu bên Phật giáo hay Hồi giáo. Thái tử Di Lặc ra đời là một người dân bình thường mà, con thợ mộc mà, người nghèo mà, đấy là thụ y luôn, ba thụ làm thợ mộc mà. Sư phụ có cái tay đây nè, ấn đây nè, ấn trên đây nè, nhân loại đâu có ai có đâu, trong người sư phụ là quá trời một bùi son luôn. Sanh cái đời đã là mang cái sứ mệnh rồi, từ nhỏ là sư phụ đã khác thường ở những đứa hàng xóm, tuy là nghèo nhưng mà rất là sạch vệ sinh và tự ái, cũng chẳng biết mình là ai, nhưng mà lâu lâu á, ngồi nhìn thấy mấy vị đi trên trời vui cười mình, còn vẫy tay mình nữa, rồi mấy ông rồng bay tùm lum, cái lúc mình tưởng đâu giống như mình mơ tưởng, cái vụ vụi mắt thì cũng vẫn có ấy. Rồi những giấc mơ ngộ lắm, thì từ nhỏ cơ thể sư phụ đã là không phải giống người thường rồi, cho nên ở nhà ông thợ mộc á, ông cũng thấy mấy ông rồng bay vòng vòng nhà hoài, tức là ba má của xác phàm, thì ông mới vẽ trong tường một đống mấy ông rồng, hàng xóm cũng cười ổng đó, tại sao ông thích rồng vẽ. Ông nói tôi ngủ tôi thấy rồng bay trong nhà tôi nhiều quá. Sau này sư phụ mới hỏi là những vị hộ pháp với phụ bây giờ đó, nếu mà Sinh Long, Bạch Long, Quỳnh Long, Thanh Long là hiện giờ mấy vị đang đứng đây nè, thì mấy vị nói là theo Phò Thái Tử nhiều đời nhiều kiếp rồi, kiếp này á, là từ ngày Thái Tử sinh ra đời cho tới ngày hôm nay 50 mấy tuổi đó, là mấy vị lúc nào cũng sát bên đó. Chẳng qua cái xác phàm của mình lớn lên mình không biết, mình cứ nghĩ 50 mấy năm là nó quá lâu với mình, mà đối với mấy vị là chớp mắt một cái lớp học rất là lẹ. Thì sư phụ nhìn lại cũng vậy, ngày nào đi qua Mỹ 14 tuổi mà hôm nay như vậy, rồi trải qua bao thăng trầm thử thách, do cha phải kêu học con phải khổ,
để sau này con mới biết được lòng dân nó khổ thì con mới thương dân. Cho nên ở trên cho thử thách rất là nhiều, rồi chuyện gia đình mới biết được cái xã hội này là ái ái thì sanh ra thủ, rồi làm cho con người từ đó mới sân si, rồi mới làm ra nhiều, tạo nhiều cái nghiệp. Người nghèo á thì cũng có khổ của người nghèo, người trung bình có khổ người trung bình, người giàu có lại càng có cái khổ của giàu có. Cái hộ thương nhất lại mới còn biết không, 4 triệu đảng viên là hộ thương nhất, là gì? Họ ngày đêm phải mưu mô tính toán ăn hối lộ, lựa góc đường nào mấy công an lựa góc đường nào xe qua lại nhiều, mà dân ở đó thì dân chợ phố rồi là dễ dễ ăn tiền, đây cũng là cái khổ của họ. Khi họ ăn hối lộ rồi họ đem tiền về nhà họ lo giữ tiền, rồi con của họ đi ăn chơi cũng là cái khổ của lo lấy tiền ngoài đường đưa cho con mình ăn chơi, rồi kế tiếp rồi họ kế tiếp họ lại lo sợ bị bắt về chuyện tham nhũng cũng là cái khổ, rồi bị mất chức cũng là cái khổ, ở tù cũng là cái khổ. Cho nên mấy triệu đảng viên từ cấp nhỏ đó, phụ nói cấp nhỏ, cấp lớn cũng vậy. Cấp lớn thì mấy con thấy trên báo, chứ ở trong đó âm thầm ở những cái cấp trung bình đó, muôn trùng luôn. Cho nên đảng viên là khổ nhất, khổ cả cuộc đời. Chúng ta ở Mỹ này đi làm xong khỏe, chiều về nghỉ, đầu óc chúng ta thanh bình. Nhưng mà ở trong cái đất nước Việt Nam, nó cũng y như trong một cái hầm cái dồ vậy đó, nước nó cợn nó dơ, con là con cá khôi cá vô sao sống nổi, thì họ mới là người đáng tội nghiệp, tại vì cái ao đó đã bị dơ rồi. Một cái chế độ nó đã dạy ra toàn là tham sân si và hung dữ không, thì mình phải thương họ mới đúng. Vì chúng ta ở hải ngoại ở một cái ao ao cá trong lành, nước trong, có đồ ăn ngon, chi bơ phở đồ ngon, đồ ăn không có chất độc, chúng ta phải thương người họ, không có nên ghét. Sau này 6 triệu chim hiền về cũng không có nên tính chuyện cũ trả thù. Mày nói tại sao hồi xưa mày làm vậy, tại sao mày không nên làm vậy, bây giờ họ không đi lính, họ không đi làm công an thì họ đi làm cái gì để mà sống, mấy con có nghĩ ra như vậy không? Đi làm công an hay là đi lính đi quân đội, họ không tham nhũng, lương của Bác Trọng có 700 đô một năm, làm sao Bác Trọng sống nổi? Lương của Lương Dương Đình Huệ chưa chắc tới 700 đô một năm, làm sao nuôi nổi con Hương Trà ở ngoài Las Vegas? Con phải suy nghĩ, phải thông cảm cho họ. Ông nào cũng bồ cả đống. Cái đồng lương thấp. Trừ khi như ông Trump á, thì ông có lòng người, ông campaign, ông nghe quỹ, ông bán từng cái nón, từng đôi giày của tên Trump. Việt Nam mình bây giờ thí dụ như bác Tô Lâm, ổng nổi tiếng đi, ổng để chữ Tô Lâm trên cái đôi giày, con nghĩ có ai mua không? Đâu, sư phụ mua, mua để đá banh, tại vì đá đá có chữ Tô Lâm nó dính vào trái banh bung bung á. Bây giờ giống như bác Trọng đi, anh hùng mà đốt củi, bây giờ bác Trọng mà làm nón lá để chữ Nguyễn Phú Trọng, con nghĩ có người mua không? Có. Mua để làm chuyện khác chứ không phải mua để đội nha. Cho nên một nhà lãnh đạo của một quốc gia như nước Việt mà ai mà bệnh mà chết á, dân nó mừng lắm, chỉ có nước mình nó lạ vậy thôi. Cho nên gần đây báo Mỹ á, nó lên nó đăng nó cười á, là một quốc gia mà là rút rút tiền của quốc gia 4 mấy tỷ đô á mà không ai biết. Ở Mỹ này con nghĩ mấy mấy ngân hàng ngân khố của Mỹ á, mà nó làm sai chừng 100.000 đô thôi cũng ở tù chết dịch luôn á. Còn nước Việt mình có thấy là 4 mấy tỷ mà không ai biết, còn trong khi dân á, là đói ngập trời luôn. Nhưng mà nói cỡ nào đi nữa họ cũng không bao giờ chấp nhận một thiên tử đi về cứu nước, họ sẽ cố thủ cho tới cuối cùng, cũng giống như là cuối cùng còn thợ một đảng cướp nhỏ họ cũng vẫn là để mà chống lại với thiên địch, vẫn là nghịch thiên á. Tại vì họ không còn biết sợ là gì hết. Mà trên nói mà, những đứa vô nghi là vậy. Chứ không phải ai cũng thuận thiên mà hiểu đâu. Họ sẽ
làm cái này nghĩ ra cách kia, trăm nghìn mưu kế để giữ cái thể chế. Họ suy diễn đủ kiểu hết, chỉ có một kiểu họ không bao giờ ngờ là cái xương sống cuối cùng mà để họ dựa vào để mà tồn tại đó là Trung Cộng cũng sẽ tiêu luôn. Tại vì Thượng Đế sẽ không bao giờ để nước Trung Cộng như vậy. Đó là cơ trời. Người nào không hiểu cơ trời thì có thiên tử nói tiên cơ. Người nào khôn thì dựa theo lời của thiên tử mà vận dụng thời cơ để mà lập cơ đồ cho dòng họ của mình. Đâu có mất cái gì. Thù đâu có ăn ai đồng nào đâu. Information mà. Biết một cái tin tức mà nói ra đó đáng giá cả triệu mà cứu được nhiều mạng người, người ta cũng có thể mua, mà đâu có lấy ai sen nào đâu. Thì khi biết cơ trời thì mình vận dụng thời cơ để mình lập cơ đồ để cho con cháu mai hậu nó còn được hưởng được nhờ, còn hơn là đi ngược lại với cơ trời. Thường ở những họ thiên ngày hôm nay cùng thời sư phụ tại thế sẽ gặp vất vả nhiều lắm, gặp nghịch duyên á, trong gia đình mình không hiểu á thì gắng chịu khó nhịn nhục, đừng có nản chí. Tại vì nếu mình vượt qua được cái khó khăn này là mình mới cứu họ được. Họ cũng là anh em cùng máu mủ với mình. Họ làm khổ mình, họ không tin những gì mình tin, họ không thấy những gì mình thấy. Nhưng mình phải làm cho họ tin, mình phải làm sao cho họ thấy. Cho nên ở thời này á, vàng thao lẫn lộn. Cha với Đức Thầy mới nói 10 chết 7 còn 3. Chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Một là những đứa con họ thiên ưu tú này. Còn ở ngoài kia, họ chạy theo cái trí học vấn, cái trí tuệ của đời. Thì năm loại sư phụ nói là khó độ, kiến cận, á, giàu có, rồi Phật tử, con chiên, rồi mã tấu. Năm loại đó sư phụ không có độ được ở thời đại này. Nhưng mà khi sư phụ xong cái nhiệm vụ của cái màn này, hậu thế tự động không còn, họ thiên thế hệ thứ kế tiếp sẽ không còn gặp cái đó nữa. Người họa sĩ mà vẽ bức tranh, khi bức tranh có giá trị, khi người họa sĩ không còn tại thế, nên nhớ cái đó là cái định luật. Là vì chúng sanh cái ngã rất là cao, chúng sanh không phải dễ nói chuyện đâu, vợ chồng con cái anh em không phải dễ mà thuyết phục họ đâu. Thì họ thiên, những đứa họ thiên phải gán giữ chỉ có lòng sắt vững bền, tâm bền, gan bền, trí thì mới vượt qua tất cả họ thiên trên thế giới. Nghe lời sư phụ nói phải gán mình bền gan bền trí, vững lòng tin với Thượng Đế lúc nào, với Đức Thầy, với sư phụ lúc nào, với đạo thiên tâm, thì là mình có thể cứu cả dòng họ mình. Còn nếu mà mình bị cả dòng họ mình hoặc ngược lại á, thì cả dòng họ mình đều bị đọa trong luân hồi sanh tử á. Cho nên mấy con là một người kéo cọng dây cả dòng họ mấy trăm người, muốn kéo hết mấy trăm người đi về thiên đàng thì mấy con phải giữ vững để mà kéo họ là ngược lại, chứ đừng có thấy họ số lượng đông mà mình bỏ cuộc nha. Nó rất là quan trọng. Ngày đầu tiên sư phụ nói cho gia đình sư phụ là thu người đặc biệt, mười mấy anh em không ai tin hết, bị anh em nó quýnh quá trời luôn. Mày ý mày giàu mày nói mày con trời để mày không cho tao tiền hả? Tại nói tiền thủ đặt quýt bò không à, thủ mua mua hôm đó rồi cái ngày mai cái nó bán, mua nó xe mới ngày mai cái nó cũng bán, nó mất nữa, nó chỉ cần tiền mặt để mà nó chơi á, cái anh mua 40.000 nó cứ thế mà làm khổ với phụ nhiều lắm. Trong gia đình vậy như hô gắt nhìn nhục đâu có tin đâu, tại vì sư phụ nói là tiền này của Thượng Đế cho để mà lo cho những đứa con cho đạo thiên tăng. Nó không tin, ông là anh tôi, ông làm tiền là cũng như là tiền của tôi. À, trên đời nhiều cái ngộ vậy đó, đừng có tưởng là anh em ruột sư phụ mà độ được. Và cái thứ hai nữa là sao lại 12 lại? Bởi vì tôi sao tuổi là tôi muốn biết cho rõ. Tôi chỉ biết là Thượng Đế đẻ 12 người con trai. Số 12, cái sanh 12 người con gái đầu tiên trong vũ trụ. Thì lấy cái số 12. Rồi ở trên trời thì 36 tầng trời, nhưng mà ngày xưa thế gian trong kinh Phật nó có 12 tầng trời. Nhưng mà cái số 12 là tượng trưng cũng như cho về thiên đình. Thì mình lại cái gì cũng 12 cái nhang.
Ngày đầu tiên mà sư phụ bắt đầu học mấy cái lễ nghi này là mấy vị ngũ mẹ ngũ hành dạy sư phụ. À, hồi xưa mỗi lần Tết á thì chị sư phụ là Thánh Mẫu Liễu Hạnh với những vị hộ pháp sư phụ là mấy ông rồng với mấy ông thiên tướng đông lắm, mấy vị Bồ Tát. Nói mấy vị mới nói ok, rồi mẹ ngũ hành tới thì sư phụ đốt 6 cây nhang. Mẹ ngũ hành tới, những vị bình thường mình đốt 3 cây nhang. Thì có 6 mẹ ngũ hành là mẹ châu Âu, mẹ châu Úc, mẹ châu Mỹ, mẹ châu Phi, mẹ châu Á, mẹ châu Thái Bình Dương. Mà hiện giờ mình chưa có châu Thái Bình Dương. Sau khi trận đại Hồng Thủy sẽ Thái Bình Dương nó sẽ nổi lên một cái lục địa. Nếu Việt Nam mình nó không phải nhỏ như vậy. Đó thì sư phụ biết như vậy. Thì phụ là đốt 6 cây nhang lại 6 lại. Cái hồi cái tới, Phật mẫu tới thì mẹ mình thì sư phụ đốt 9 cây nhang. Cái hồi cái nói là cha tới để mà lì xì cho thái tử tại xưa mỗi tết thì phải mặc đồ đẹp vô sơn á, thì mấy vị hiện về thì sư phụ sinh hoạt tết cũng giống người trần vậy, cha lì xì cho sư phụ và cha chúc tết sư phụ, sư phụ chúc tết cha mẹ, rồi ông nhạc phụ là Long Dương Long Mẫu cũng chúc tết. Thì khi đốt nhang cho cha là 12 cây nhang và 12 bông 12, cái gì cũng 12 12 đó, số khác vậy đó, thì sư phụ biết như vậy. Còn cái bắt ấn thì cha kiểu bắt ấn thì mẹ bắt ấn kiểu đó, còn Phật thì bắt ấn kiểu khác, rồi mỗi một vị đều có cái ấn riêng, ấn nào cũng màu nhiệm hết. Ở trên trời á nó sinh hoạt cũng giống như người chúng ta thôi, không có khác gì mấy, chỉ có một cái là trên kia không có cái khổ như chúng ta, cũng không có nóng, cũng không có lạnh, cũng không có lo lắng về tiền bạc, cũng không có, nói chung là không có gì gọi là lo hết, không có gì gọi là buồn hết, mà chỉ có vui không à. Chúng ta chỉ có một ngày Tết, đó là ngày mà ngày xưa đó khi nước Việt còn ở lại trăm bộ lạc Bách Việt ở bên Tàu á, sông Dương Tử á, thì mình ở dưới đồng bằng, có người người Trung Quốc bây giờ họ đuổi người mình đi tới nước Việt Nam bây giờ á, thì mình có đất ruộng lúa mình làm lúa, thì tới mùa xuân á, thì mình gặt lúa thì mình ăn mừng là lúa thu hoạch lúa, thì mình có cái Tết để mình chọn cái ngày đó duy nhất để mình không có buồn trong 364 ngày kia, lúc nào cũng bận rộn như con dồi phải không, thì mình cho cái ngày đó ngày vui, 3 ngày Tết là vui, không có ai nói chuyện buồn, để mình dành có 3 ngày vui. Ngược lại trên trời không có thời gian nhưng mà ngày nào cũng vui, ngày nào cũng Tết. Ở trên chỉ có những, tại sao ngày nào cũng Tết là vì xuân á, ở trên đó là có những cái hoa hàng nghìn năm nó nở một lần, dưới thế gian mình có những cái hoa đúng mùa nó mới nở, cho nên ở trên những tiên nữ như chúng ta mấy con là cõi tiên nhiều, thì cứ đi ngắm hoa không à, lại chỗ cái hành tinh đó hay cái vùng đó để mà coi hoa bữa nay nó nở, nó bữa giờ 10.000 năm mà nó mới nở một lần. Có những cái cây nó còn biết ca nữa kìa, chim biết nói chuyện là chuyện thường đó. Nên đời sống chúng ta là như vậy, nhưng mà vì ở trển chúng ta không có trân trọng đời sống đó, khi cái gì mình có rồi mình không bao giờ quý nha. Đó là tại sao khi xuống trần các con phải nhớ những cái thời hàng bi của mình thì ít có bị tạo nghiệp, và nhớ những cái người hôn, những người tốt trong đời mình để mình có cái tấm lòng gọi là biết ơn, uống nước nhớ nguồn, ai làm cho mình mỗi ngày 3 nụ cười. Đó là tại sao thiên tâm chúng ta gieo gieo giống mỗi ngày làm 3 nụ cười thì tự động mình cũng cười thì mình không có bệnh, và đồng thời mình cũng có 3 người bạn tốt, còn hơn là mình không có gieo 3 nụ cười thì ngày đó mình chưa chắc có người bạn nào mới tốt. Ở trên trời chúng ta không có trân trọng đời sống, khi đến một cái không có hết phước á thì chúng ta mới ngồi ở đây để mà tạo phước trở lại. Cách tạo phước chỉ có mang thân người mới tạo phước, sanh ra là vô thường, chết là vô nghĩa. Có những con thấy ở bên Hamas hay những cái đất chiến tranh hay là Covid, con thấy nhiều lúc đi vô bệnh viện rồi xong người ta giục như khúc củi, không có kịp làm đám tang cũng không có lời trăn trối. Đời sống vô thường như vậy tại sao chúng ta không nhìn thấy? Giàu có đâu có nghĩa là đâu có quan trọng gì đâu.
chỉ là đủ thôi mà. Cái quan trọng là chúng ta phải ngồi thiền để mà nghe cái linh hồn của chúng ta nó muốn cái gì á. Còn chúng ta cứ chạy theo, ngày nào cũng 7 giờ sáng mở cửa tiệm nail, chiều 9 10 giờ hãy có khách tới chơi luôn tới 12 giờ nữa, thì chúng ta không có đúng, không, chúng ta ép cái linh hồn chúng ta quá đáng, tức là ăn hiếp nó đó. Khi chúng ta ăn hiếp nó nhiều quá thì có một ngày á, giống như lò xo nó bung ngược lại á, nó bung ngược lại thì gia đình đổ nát. Còn nếu chúng ta cứ cân bằng, làm vừa đủ, vừa tiếng đồng hồ đọc kinh cha mẹ, nửa tiếng đồng hồ ngồi thiền, mấy con sống đời sống là như thần tiên ở tại thế. Một ngày chúng ta sống một người hiền lành đàng hoàng ở thế gian, chúng ta sẽ được về trời giữ giới luật 12 giới. Mấy ông giữ được giữ giới đầu tiên là cũng như là ngũ giới của Phật giáo rồi, nhân lễ nghĩa chế tín, thì chúng ta cũng được về trời rồi. Trong đó là một cái giới đầu tiên của thiên tâm là cũng giống như là ngũ giới vậy đó. Bởi vì khi cái đạo mới của thiên tâm ra đời, trong tương lai nhân loại là những người thông minh thời đại gọi là robot không à, AI đó, thì nó phải thích ứng của thời đại sau, tức là làm người cho đúng kiếp làm người. Còn khi tu trong đạo thì mình phải giữ giới cho đúng, mình không có phải là buông bỏ. Còn thiên tâm chúng ta không có, thiên tâm là cha mẹ thượng đế muốn con cái dùng cái giàu có cho mấy đứa con sẽ giàu có trong tương lai giống như sư phụ, mà phải dùng giàu có mà không chấp vào giàu có, mà phải đi ra thương người, phải dùng tiền của mình ban phát ngược trở lại cho những người không có đủ cái điều kiện và sống không có đúng cái nơi để mà tạo ra và làm những cái chuyện hữu ích cho thế gian. Tại vì khi có tiền mới biết được ai là ai, không biết không? Còn nói chuyện ai nói kiểu nào cũng được hết. Bây giờ sư phụ nổi tiếng khắp thế giới, sư phụ có thể làm nón để tên sư phụ, đặt đầy mà chợ dừa để mà gieo cái đạo thiên tâm cho nhiều người biết, cũng vừa làm tiền luôn. Cũng như kiểu campaign như ông Trump nhỉ, cái viết cũng tên Trump này, sư phụ làm được, xong được. Sư phụ thông minh mà, ngàn kế, sư phụ là người thương mại trên thương trường của Mỹ mà, tại sao sư phụ không làm? Sư phụ muốn thử lòng nhân loại, lòng chúng sanh, lòng người, người Việt, người Mỹ có phải tự động theo thượng đế về trời hay không. Chứ thượng đế không có thể nào mà đánh cái đích mình, đuổi mình đi về trời được, tự miệng mình thôi, tự tâm thì mình mới ngồi đây. Là vì chúng ta là người cõi trời xuống, chúng ta quên đi, nhưng mà cái lại gia thức á, nó bị cuộc sống mỗi ngày cứ làm cho che phủ mù mắt những cái mình cứ chạy theo đời, mình quên đi cái chân lý của nó, đó là linh hồn của chúng ta nó sẽ bất tử và nó sẽ học những cái xấu và những cái tốt mà của cái xác phàm là tạo ra, rồi nó đi vào cái tiền, cái hậu kiếp, cái hậu hôm nay chúng ta làm bao nhiêu chuyện ác thì cái hậu kiếp nó sẽ lãnh những cái ác đó, những cái nghiệp đó. Chứ thượng đế không có thể nào quảng cáo hay là kêu người ta lên thiền bát nhã. Sư phụ là người lái thuyền Bát Nhã cùng với Đức Huỳnh Phú Sổ, ngài là chèo lái, sư phụ là chèo mũi. Thuyền hôm nay nó cũng còn thưa lắm á, nó có thể chứa được 8 tỷ người, nhưng mà đâu phải dễ tìm được 1 tỷ người ở đời này cũng sư phụ đâu, cho nên giờ rất là thưa thớt. Sư phụ không có quảng cáo, cũng chẳng có cầm một em bé, ẵm em bé rồi lên hình ảnh. Mấy cái hình ảnh mà con thấy trên mạng á, toàn là mấy đệ tử tự nó làm không, chưa kêu đứa nào làm gì hết, hỏi đi. Từ ở đây qua Cali hay bên Việt Nam nó thương nó làm thôi. Chưa bao giờ cho một đứa nào, một đồng bạc nào mà làm YouTube hay là Facebook, chưa bao giờ. Cái đạo chúng ta là thiên nhiên và tự nhiên, như vậy mới thử được lòng người. Chứ mà muốn đông đâu có khó, chỉ cần in quảng cáo hay lên cái kênh của sư phụ nói ngày hôm nay sư phụ tới, chừng 1 tháng trước đi. Không, không có làm vậy. Thụ chỉ gieo duyên thiên nhiên tự nhiên, thụ cứ làm vậy thôi. Tức là mình gieo một cái lòng chân thành, và đồng thời chúng ta là những đứa con đầu tiên của Thượng Đế, của Đạo Thiên Tâm. Chúng ta không có cần phải phô trương, và chúng ta cần phải khiêm tốn, cũng không có cần đi về nhà để quảng cáo Thiên Tâm hay là thế này thế nọ.
mình càng quảng cáo với cái trí thức của họ thấp đó, họ phản bác ngược lại đó, thì lúc đó họ sẽ bị mất duyên một đời này. Mình cứ để bình thường tự nhiên thôi. Khi nào luật của Phật, ai ba người đến hỏi pháp thì Phật giảng pháp. Chúng ta không có nên gieo cái pháp cho một người không có muốn nghe, thì người đó sẽ phỉ báng và họ sẽ bị khẩu nghiệp á, nhất là những người thân xung quanh mình, vì cái phước và cái nghiệp của mỗi người đều khác nhau, họ không có đủ phước để đi về trời ở một cái đời này. Còn các con đủ phước thì mình đi trước, mình sẽ thành bà tiên, rồi lúc đó mình sẽ trong cõi vô hình mình bay xuống, mình tìm những người đó mình nói chuyện sao thì họ mới tin. Cho nên sư phụ đa số là độ những đứa Phật tử, đệ tử mà gọi là xuống đây là gọi là sứ mệnh giúp sư ở phụ. tiền kiếp, khi sư phụ nhập thế thì nó nhập theo, thì sư phụ đi trong cái vô vi để mà độ nó. Thì khi cái nguyện lực và cái gì mà mình muốn làm trong đời mà mình chưa làm được á, nó sẽ sanh ra bệnh. Mà khi mà mình làm được rồi, mình tìm được cái nơi rồi, mình tìm được cái con đường rồi, thì tự nhiên mấy cái bệnh nó cũng đi hết theo luôn. Đó là có sứ mệnh. Cho nên con thấy nhiều cái nó ngộ lắm. Ở trên khi mình có nguyện lực như thế nào thì là cái nguyện lực đó nó sẽ đi theo mình đời này và đời sau. Những đứa đệ tử họ 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 thiên á, trên thế giới á, phải giống như sư mẫu hồi xưa bả lập nguyện thề, bả đốt tờ giấy như nè: con nguyện thề với cha tức là thượng đế mình á, sẽ theo trung thành mãi mãi phò thái tử, thì bả mới cưới được sư phụ. Phải có nguyện thề. Mấy con học ra high school hay là đại học, hay là ông Trump làm tổng thống, hay là ông thị trưởng, hay là bất cứ cái gì đều có nguyện thề đúng không? Sư phụ xuống trần phải có lập nguyện, hoặc bà Quan Thế Âm cũng lập nguyện, rồi ngài Địa Tạng cũng vậy, địa ngục trống không mà không thành Phật, rồi ngài Di Đà cũng vậy, sư phụ cũng phải lập nguyện, cha mới cho xuống. Là thế giới này còn sự bất công, còn cộng sản, sư phụ không có thành Phật, phụ sẽ ở đây làm tiếp tục. Có ai dám thời kiểu đó? Ngày xưa sư phụ nói trên mạng: ồ, thế giới này làm gì không có bất công, ta nói không còn năm cái ác thì sẽ không còn bất công, tại mẹ nói con sẽ thành Phật đời này. Kỷ niệm khai đạo ở bên Cali hồi tháng trước, cha lúc đó cha nói sư phụ: khi con làm lập cái đạo xong ở đời này, con sẽ đi những cái thành tinh khác, họ cũng rất là cần con, tại cái nghề của sư phụ là nghề lập đạo, cũng giống như nghề sửa ống nước gì con thấy không. Cho nên đời đời kiếp kiếp ở quả địa cầu này, sư phụ nói hầu hết tất cả các đạo là đều do tiền thân của sư phụ lập ra.